xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mark home và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà vô cùng đẹp do đội ngũ mark home thiết kế cho gia đình anh từ trung dũng có địa chỉ tại Yên Thanh, Yên Bí, Quảng Ninh. Và trước khi đến với chi tiết của công trình thì tôi xin giới thiệu sơ qua về Mark Home. Mark Home là đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Và hiện nay với đội ngũ nhân sự đông đảo thì Mark Home đang thiết kế và thi công chọn gói trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và với những cái chương trình Tết của chúng tôi đang rất ưu đãi cho quý vị gồm chương trình xây nhà kiên cố, quà vô số và Tết vui hết chỗ quý vị sẽ được giảm đến 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng trên 1 mét vuông Và ngoài ra thì quý vị có thể nhận được rất nhiều các phần quà ưu đãi hấp dẫn của công ty như là chiếc xe SH lò vi sóng hay là TV, tủ lạnh mọi chi tiết thì quý vị hãy truy cập vào fanpage của chương trình ở Facebook là Mac home VN nhé Và Ngoài ra thì quý vị có thể để lại bình luận trực tiếp tại view hoặc là gọi tới các số điện thoại hotline mà chúng tôi chạy trên màn hình để có thể nhận được những tư vấn sớm nhất nhé Trở lại với mẫu nhà hôm nay của gia đình anh Từ Trung Dũng, thì chúng ta có một ngôi nhà mái nhật 2 tầng mang phong cách hiện đại đặc trưng của Mac Home Quý vị có thể nhận thấy được cái chi tiết hiện đại sẽ từ những cái phần mái, từ những phần cột chúng tôi trang trí rất là chi tiết và tỉ mỉ, nhất là những cái phần cột trước và những cái phần cột sau. Mái này thì chúng tôi sử dụng mái nhật. Như quý vị biết thì mái nhật là một loại mái vô cùng được ưa chuộng trong thời gian gần đây bởi vì những cái đặc tính rất là ưu việt của nó. Giống như là việc thoát nước mưa khá là tốt, ngoài ra thì mái nhật có cái độ gọn nhất định mang lại cái cảm giác rất là hiện đại và sang trọng. Về màu sắc của mái ngói thì chúng tôi sử dụng gam màu xanh đậm thì cái việc này thì nó sẽ tổng hòa cùng với màu sơn quý vị có thể thấy được những cái phần như là, là phần trên phần nóc tầng 2 về phần máy nhật thì chúng ta sẽ chỉ cần đổ bằng và ngoài ra chúng ta sẽ lợp phần vỉ kèo cho nên là về phần chi phí sẽ rẻ hơn đôi chút so với phần máy thái Máy thái thì chúng ta sẽ cần phải đổ phần đốc thu hồi à, Với máy nhật này thì chúng ta có rất nhiều các hãng ngói có uy tín trên thị trường hiện nay như là ngói Fuji, này, ngói Pride hay là ngói Romantic Uh, có đặc tính uh, phủ Ceramic cho nên là sẽ chống được cái hiện tượng là rêu mốc mái và ngoài ra sẽ đảm bảo cái việc mà mái của chúng ta sẽ bền màu với thời gian cho nên là quý vị và các bạn chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé và ngoài ra thì màu sắc của các loại ngói cũng vô cùng đa dạng để quý vị cũng có thể lựa chọn uh, khác với những mái ngói đỏ ngày xưa thì chúng ta sẽ cần phải phối những tông màu phù hợp thì hiện nay thì mái có rất nhiều các màu mái uh, ở đây thì chúng tôi sử dụng uh, mái ngói xanh Fuji và màu xanh đậm nó sẽ tổng hòa với hình khối hiện đại của ngôi nhà à, ngôi nhà của chúng ta về ngoại thất thì chúng tôi sẽ trang trí chủ yếu bằng những vật liệu là ngói về sơn và về đá thì chúng ta sẽ có hai loại đá đó chính là loại đá chúng ta sẽ ốp phần cột và phần chân phần chân cột quý vị cứ để ý một chút nhé và ngoài ra thì chúng ta sẽ có phần đá thẻ để chúng ta ốp tất cả những cái đường chân nhà thì điều này sẽ giúp cho công trình của chúng ta nó được bền màu hơn, nó được sạch sẽ hơn và nó giúp cho công trình của chúng ta giữ được bền bỉ với thời gian à, Tất cả những cái phần sảnh trước và phần sảnh phụ thì chúng tôi đều làm đều thiết kế khá là đồng nhất với nhau để mang lại sự tươi đẹp cho ngôi nhà về tất cả những cái phần hình khối à, Về ngôi nhà này thì sử dụng gam màu lạnh như tôi đã nói rồi chúng ta sẽ kết hợp với gam màu trung tính là gam màu xanh đậm và gam màu trắng và sẽ tô điểm bởi những cái phần gạch để trang trí như phần cửa sổ cũng như là uh, những cái phần rìa mái ở bên trong thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái phần gỗ hoặc là những cái phần gạch giả gỗ và được uh, trần bằng uh, hệ thống đèn downlight quý vị nhé bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến những cái phần như là phần hông của ngôi nhà được. ngôi nhà này thì sẽ được sử dụng uh, rất là nhiều bởi vì mang phong cách thiết kế hiện đại cho nên là chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều những chi tiết như là kính cửa sổ bằng kính này những cái khu vực phòng khách và kể cả những cái khu vực ban công ở bên trên thì chúng tôi đều sử dụng nhôm hệ và uh, những loại kính rất là lớn. Điều này sẽ giúp cho công trình của chúng ta rất là thoáng, rất là sáng và ngoài ra thì công trình của chúng ta có rất nhiều những cái tầm view để quý vị và các bạn chúng ta có thể là nhìn ra bên ngoài cực kỳ tuyệt vời. Nếu mà ngôi nhà này chúng ta làm thêm những cái khoảng sân vườn ở bên ngoài những khoảng tiểu cảnh nữa thì đây là một căn hộ cực kỳ đáng mơ ước. Ở bên trên khu vực lan can ở trên tầng 2 thì chúng tôi sử dụng bằng sắt sơn tĩnh điện Và quý vị cũng có thể sử dụng cái loại bê tông nhé Sơn giả gỗ hoặc là sơn màu đen cũng được Ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái phần tấm kính cường lực để giúp là che mưa, che nắng Và những cái khu vực này thì chúng ta có thể sử dụng những cái khu vực này làm những cái khu vực tiểu cảnh nho nhỏ Ví dụ như là những cái khu vực mà chúng ta có thể sử dụng để treo những cái bình hoa này Để thêm những cái phần ghế bàn trà ở bên ngoài để tận hưởng cái không khí ở bên ngoài cũng rất là tuyệt vời quý vị nhé. Rồi. Về phía hông công trình thì quý vị để ý một chút là chúng ta sẽ trang trí, chúng ta sẽ sơn tất cả đồng bộ theo một ngôi nhà Thì như vậy ngôi nhà của chúng ta nó mới được hoàn thiện và mới được đẹp được Chứ quý vị và các bạn chúng ta không nên tiết kiệm là chúng ta chỉ nên sơn bên ngoài hoặc là bên cạnh, bên hông thôi Mà tất cả xung quanh ngôi nhà chúng ta đều cần phải trang trí thì đầu này mới làm cho ngôi nhà của chúng ta được nổi bật quý vị nhé và thường thì những cái khu vực bên hông như thế này thì chúng ta nên để cho tôi. Ví dụ như chúng ta sẽ có những cái khoảng không gian mà chúng ta cần uh, uh, trừ ra diện tích để chúng ta những cái phần đua mái này, những cái phần đua nam mái uh, những cái phần đua văng của chúng ta nó sẽ rơi vào tầm khoảng uh, từ 400 cho đến 500. Cho nên là đấy là những khoảng không gian mà chúng ta nên chừa ra để tránh hiện tượng là chúng ta sẽ uh, đua mái sang nhà hàng xóm và khi trời mưa thì hàng xóm rất là than phiền à, vì thế cho nên là nếu quý vị và các bạn chúng ta có nhà hàng xóm sát ngay bên cạnh thì quý vị có thể sử dụng mái thu hồi nhé ở đây thì chúng tôi sử dụng mái buông à, khuôn đất của gia đình cũng khá là rộng rãi à, bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chi tiết bản vẽ của ngôi nhà nhé thì danh mục bản vẽ chi tiết thì chúng ta tôi sẽ để ở trên đường link quý vị các bạn có thể xem chúng ta có rất nhiều các hạng mục nhưng mà chúng ta sẽ quan tâm chính đến những hạng mục nào trong số thì tôi sẽ giới thiệu đầu tiên chúng ta sẽ phải quan tâm đến phần mặt bằng định vị công trình thì mặt bằng định vị công trình sẽ cho ta biết được cái hướng của ngôi nhà cái thế đất của ngôi nhà sau khi nhận được thông tin của gia đình anh Dũng thì chúng tôi đã tiến về tận nơi để tiến hành khảo sát và tất cả những công trình của Mark Home thì trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Tất cả những ngôi nhà thì chúng tôi sẽ đều có đội ngũ kiến trúc sư về tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng khuôn đất cũng như là tư vấn về các hướng phong thủy cho gia chủ. Vì thế cho nên là chúng tôi mang theo những cái vật dụng cũng rất là tiên tiến hiện đại hiện nay như là máy bay flycam, các thiết bị quan trắc cũng như là la bàn phong thủy để giúp cho gia đình có thể hiểu rõ và hình dung hơn được cái khuôn đất của mình. Uh, sau khi đó thì uh, sau đó thì chúng tôi sẽ về và các bạn ở bên phòng mặt bằng sẽ dựng lại những cái phần mặt bằng cho quý vị để quý vị có thể xem và quý vị có thể chốt cái phần mặt bằng nhá. ở đây thì với ngôi nhà này thì chúng ta sẽ có với diện tích là 255 mét vuông về cái khuôn đất này của chúng ta thì cũng gần giống như là phần hình lục giác về khuôn đất này thì chúng tôi đã định vị cho công trình đây như quý vị thấy đây thì từ cái phần mốc tọa độ thì chúng ta sẽ biết được hướng của ngôi nhà và từ phần sảnh chính, phần sảnh phụ đúng không ạ? Phần sảnh chính của ngôi nhà này, cái hướng của ngôi nhà này từ phần sảnh chính sẽ quay về hướng đông nam và phần sảnh phụ sẽ quay về hướng nam. Đây là một hai hướng cực kỳ là tuyệt vời rồi quý vị nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ bố trí định vị công trình làm sao cho khu vực đằng trước của chúng ta vẫn sẽ chứa được những khoảng sân và khu vực sảnh phụ của chúng ta cũng như vậy. Điều này thì sẽ giúp cho chúng ta có những cái khoảng sân rất là rộng ở phía trước Ví dụ như là để tiếp khách này Và những khu vực sảnh phụ thì chắc là sẽ để được phần xe cộ, xe máy, xe đạp, những cái phương tiện Và ngoài ra chúng tôi vẫn có những cái phần bồn hoa phía trước để gia đình có thể trang trí tiểu cảnh nhé Ở phía sau hông nhà thì chúng tôi vẫn để ra như tôi đã nói Vẫn để ra những cái phần lối để ra đường ra phía sau Phía sau này Ờ, có thể sau này gia đình có thể làm khu vực sân ướt và hoặc là có thể là trồng rau khu vực phía đằng sau nhà cái khu vực bếp đấy. sau khu vực định vị công trình thì ta sẽ đến phần định vị mặt bằng nhé với mặt bằng tầng 1 này thì chúng ta sẽ có ngôi nhà này là chiều rộng là 8m và chiều sâu là 12,3m diện tích của ngôi nhà này là 98 m vuông chúng ta gọi là 100 100 mét vuông một mặt sàn nhé À, từ khu vực sảnh chính chúng ta sẽ đi vào khu vực à, khách và khu vực phòng sảnh. Thì khu vực à, phòng khách và sảnh này thì có diện tích là 27,7 mét vuông Như quý vị thấy thì à, tất cả những khu vực thì chúng tôi đều mở rộng những tấm kính nhất có thể từ những khu vực cửa sổ ở à, khu vực phòng khách quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có kết hợp thêm với khu vực sảnh diện tích là 9,1 m2. Và đâu đó với khu vực này thì chúng ta sẽ có một khu vực vô cùng rộng rãi, khu vực khách và sảnh rộng lên đến là 36m2 à, Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Từ khu vực sảnh phụ bước vào à, Tiếp theo sẽ là đến khu vực ăn Khu vực bếp và phòng ăn này thì có diện tích là 181 mét vuông Khá là đầy đủ với khu vực phòng bếp và khu vực bồn rửa tay, bồn rửa bát đấy ạ Quý vị chú ý một chút là chúng ta sẽ thường thiết kế những cái khu vực bồn rửa bát của chúng ta Sẽ có những cái khu vực cửa sổ để giúp cho chúng ta lấy được ánh sáng khu vực phòng bếp này à, Tất cả những không gian của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã đều được tính toán rất là kỹ Và chúng ta sẽ có thêm một khu vực ở khu vực cầu thang này thì chúng ta sẽ tận dụng là một khu vực sinh hoạt chung và một khu vực để máy giặt à, khu vực sinh hoạt chung này thì có diện tích là 2,6 mét vuông quý vị nhé và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một khu vực phòng ngủ master với diện tích là 13,8 mét vuông có một nhà vệ sinh khép kín ở bên trong 3 mét vuông rất là thuận tiện cho gia đình mỗi khi sử dụng luôn. tôi thì tôi luôn yêu thích những thiết kế mà chúng ta có phòng ngủ master bởi vì thực sự là những cái căn hộ hiện đại ngày nay với những vật dụng hiện đại ngày nay thì những cái khu vực vệ sinh ở bên trong phòng này thì rất là sạch sẽ và khô thoáng cho nên là quý vị và các bạn chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Nó rất là thuận tiện mỗi khi chúng ta sử dụng. À, lên trên khu vực tầng 2 này thì chúng ta sẽ được bố trí với hai khu vực phòng ngủ, một khu vực sinh hoạt chung. Khu vực sinh hoạt chung này thì rất là rộng quý vị nhé rộng lên đến 26 mét à, vuông. quý vị chú ý một chút là khu vực phòng thờ của chúng ta thường chúng ta sẽ nên bố trí ở những khu vực mà chúng ta gọi là tọa cát và hướng cát tức là những khu vực phong thủy tuyệt vời nhất và thường thì chúng ta nên tránh chúng ta đặt phòng thờ ở bên phía trên hoặc là phía dưới khu vực phòng ngủ nhé thì ở đây thì phía dưới phòng thờ như quý vị thấy ở mặt bằng ở phía tầng 1 thì chúng ta sẽ có cái khu vực phòng khách ấy. thì điều này cũng sẽ làm cho chúng ta không kỵ vào phong thủy chúng ta có mua phòng ngủ thứ hai với diện tích là 13,8 mét vuông giống phòng ngủ dưới tầng 1 ạ chúng ta thiết kế đồng trục luôn thì nó rất là tiện cho chúng ta khi mà chúng ta đi đường nước cũng như là đặt hộp kỹ thuật đúng không ạ? Ở đây thì cũng có nhà vệ sinh khép kín rộng 3 m2 và ngoài ra phòng ngủ thứ ba thì với diện tích là 15,4 m2 và có một nhà vệ sinh khép kín ở bên trong rộng 3 m2. Đây là một ngôi nhà tôi đánh giá là vô cùng tiện lợi cho gia đình và rất phù hợp với những cái cuộc sống hiện đại ngày nay và dành cho những gia đình tôi nghĩ là gia đình khá là trẻ. Ở chúng ta cũng có một ban công đi ra bên ngoài có diện tích là 3,1 m2. Ở đây thì cái phòng sinh hoạt chung này tôi lưu ý một chút là chúng ta làm với diện tích như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể cải biến thành những cái khu vực rất là tiện lợi, ví dụ như là khu vực làm việc hoặc là những cái khu vực mà chúng ta có thể tiếp những vị khách gọi là thân mật hoặc là những cái vị khách VIP của chúng ta, hoặc là một cái không gian dành cho gia đình của chúng ta đúng không ạ, sinh hoạt riêng ngoài cái khu vực không gian phòng khách ở bên dưới. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến những cái phần tiếp theo đó chính là phần chúng ta sẽ quan tâm một chút đến phần mặt đứng thì ở đây ngôi nhà này thì với chiều cao tổng chiều cao từ phía từ phía sân cho đến phần mái là 10,4 mét vuông với phần hệ bậc tam cấp thì chúng ta sẽ có chiều cao là 450 mm và ngoài ra chiều cao của tầng 1 là 3,9 mét chiều cao tầng 2 là 3,6 mét và chiều cao của phần mái là 2,5 mét và tổng chiều cao của ngôi nhà này là 10,4m chiều cao khá là hợp lý đúng không ạ cho một hình thái ngôi nhà rất là cân đối và rộng nhà cao thì phải cửa rộng thì chúng ta quan tâm một chút đến những cái phần kích thước của các cửa nhé bây giờ chúng ta sẽ đến với những kích thước của phần cửa nhé phần cửa thì chúng ta sẽ có đầu tiên là phần cửa sảnh chính sảnh chính thì chúng tôi ký hiệu là D1 nhé sảnh phụ chúng tôi ký hiệu là D2 và những phần S là phần ký hiệu về cửa sổ nhé thì phần cửa sổ chính thì chúng ta có kích thước là 2m7 x 2m7 rất là hợp đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm thêm những cái phần cuôn cool bao nữa. À, phần cửa sổ thì là kích thước 650 x 1m8 cũng khá là rộng, rộng 650 và cao 1m8 quý vị nhé. Tất cả những cái chi tiết này thì chúng tôi sẽ thể hiện ở trên bản vẽ cho nên là quý vị và các bạn có thể là dừng bao nếu mà quý vị và các bạn thấy cần thiết nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem qua về hồ sơ kết cấu của công trình này về phần kết cấu của công trình thì quý vị và các bạn chúng ta hãy lưu ý cho tôi là tùy vào thuộc vào nền đất cũng như là tùy thuộc địa phương thì chúng ta sẽ thực hiện những cái phần xây dựng móng khác nhau để đảm bảo làm sao vừa đảm bảo kết cấu và đảm bảo được chi phí của công trình thì công trình này sau khi tiến hành khảo sát đo đạc hiện trạng của khuôn đất thì chúng tôi quyết định tư vấn cho gia đình hệ sử dụng móng đơn móng đơn là hệ móng khá là tiết kiệm chi phí nó sẽ phù hợp với những công trình của chúng ta có nền đất cứng ổn định với với công trình mà chúng ta thiết kế bằng móng đơn thì quý vị và các bạn chúng ta cần có những đặc điểm lưu ý sau. Đầu tiên thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp thi công để đảm bảo cho những cái công trình lân cận, với đặc biệt là những công trình mà chúng ta ở mặt phố mà những cái nhà tiếp xúc rất là sát nhau thì quý vị các bạn chúng ta cần phải tham khảo thật kỹ nhé. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp bảo dưỡng thi công trong quá trình mà chúng ta thi công. À, tại những cái chỗ giao của cột hoặc là tường và dầm thì mác bê tông của chúng ta lấy sẽ bằng với mác bê tông của cột hoặc là tầng dưới. Và trong vùng này thì việc thi công của chúng ta phải hết sức cẩn thận và chúng ta cần đầm dung bê tông thật là kỹ. À, cường độ của bê tông dầm con so và sàn dầm thì phải đạt 100% cường độ thì mới được tháo rỡ cốt pha nhé. Tất cả các sàn bê tông của chúng ta bên trên trần phải uh, tất cả các sàn bê tông có trần bên dưới thì phải chờ sẵn các thanh neo trong sàn phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bản vẽ thi công chuyên môn như là phần kết cấu này phần kiến trúc phần điện nước phòng cháy chữa cháy uh, điều hòa và đặt các đường ống và ống nối kiểm tra các lỗ mở và độ chính xác các bộ phận uh, đặt và chờ và tránh hiện tượng khoan đục vào kết cấu chịu lực rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến những cái vị trí mà chúng ta bố trí móng thì như trên hình thì quý vị có thể thấy được những cái vị trí mà chúng tôi đã bố trí móng cho gia đình và những cái việc này thì đã đều được các kiến trúc sư của Bác Hôn tính toán rất là kỹ để đảm bảo cái tính chịu lực cũng như là những cái kết cấu cho công trình nhé. Cho nên quý vị và hoàn toàn yên tâm và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có những cái bảng kê bảng thống kê khối lượng bê tông cốt thép thì với bảng thống kê này thì rất là thuận lợi cho chúng ta tính toán được những cái khối lượng mà chúng ta cần được sử dụng. Uh, điều này sẽ giúp cho uh, tất cả chúng ta dự trù được những cái phần vật liệu mà chúng ta sử dụng Và điều này vô hình chung sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều chi phí Nếu mà so với việc là chúng ta không sử dụng bảng thiết kế uh, Thì như quý vị biết thì nếu chúng ta lấy sỉ sẽ bao giờ cũng sẽ rẻ hơn chúng ta lấy lẻ đúng không ạ Và cuối cùng là phần dự toán chi tiết về công trình này quý vị nhé Và tất cả những cái phần dự toán này thì đều được chúng tôi kê khai rất là chi tiết và minh bạch Tất cả những loại chủng loại vật liệu xây dựng khi mà chúng tôi cấp vào chân công trình thì đều được chủ đầu tư cũng như là gia đình đồng ý và đây là những bảng vật liệu của mà chúng tôi kê khai cho gia đình vô cùng chi tiết và hoàn thiện quý vị nhé Kính thưa quý vị, vậy là vừa rồi thì tôi đã giới thiệu chi tiết cho quý vị về căn hộ của gia đình anh Dũng có địa chỉ tại Uông Bí, Quảng Ninh. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn Mark Home thiết kế cho căn nhà của quý vị, thế đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, đội ngũ kiến trúc sư của Mark Home sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các video tiếp theo.